mấy hôm nay thì cũng uh, trên mạng xã hội cũng uh, và cộng đồng cũng uh, xôn xao cái show biểu diễn của uh, một uh, show của Thanh Ghi Vinh ở uh, Atlanta mà có sự hiện diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Nghe các bạn có trong chúng ta thấy trên cái poster có Đàm Vĩnh Hưng uh, Hồ Ngọc Hà Nụ Vức Thịnh um, Vân vân và vân vân, à, có Liên Vũ ở đa, Cali nha Còn một số uh, ca, ca sĩ từ Việt Nam mà mình cũng biết Nhưng mà có sự uh, kêu gọi tẩy chay của cộng đồng mạng uh, cộng đồng uh, Một số tổ chức cộng đồng, đồng ở bên uh, Atlanta về vấn đề uh, Đàm Vĩnh Hưng Mà vấn đề Đàm Vĩnh Hưng có liên quan đến vấn đề là uh, Ngày xưa uh, Um, có một uh, khi mà liên quan gọi là đàm Vĩnh thông có liên quan đến văn nghệ của của cộng sản nam thì có ông có những cái tổ chức mà đặc biệt là ông lý tống uh, ở san jose và năm 2010 thì có cái cuộc biểu, những cái cuộc uh, biểu tình ở Rạp anaheim convention center đó. Uh, và sau đó thì có sự uh, có sự mà gây ra ẩu đả hay mà một phun vào cổ ông lý tống ông giải vàng ông giải dàng, ông dễ dàng ứa, ông phun cái thuốc làm gì gây gây cây mắt của Đàm vĩnh hơn mà trong đó có khi đó có hồng ngọc thì từ đó đến đây thì vẫn trong một số chương trình chương trình chương trình ca nhạc mà diễn ra nếu diễn ra ở ở, ở Nam Cali đặc biệt là ở Orange County hay là ở sao xe thì những đối chức... đối chất chức, uh, uh, người ta kêu gọi biểu tình rất là nhiều nhưng bây giờ nó giảm bớt. đặc biệt những cái tiểu bang khác thì rất ít nhưng mà đà... nhưng mà bên đây thì có bên những cái tổ chức ở bên uh, atlanta cũng uh, đưa ra và kêu gọi uh, tẩy chay cho cái chương trình này trong đó có trên trang channel uh, o có ông ông ngô Kỷ, ông cũng đưa ra trên facebook của ông á ông có ông đưa ra đây này một định nguyện thư được à, đưa đăng tải trên trang trend.org và được phát tán rộng rãi với đề đề và phản đối đậm hơn từ nước Việt Nam Cộng sản xuất hiện tại show ca nhạc vào ngày 24 tháng 1 năm 2022 nhằm kêu gọi tẩy chay ca sĩ Tạm Vĩnh Hưng khỏi chương trình ca giả dạ vũ thanh ghi vinh tại Atlanta, Georgia tỉnh nghiệp dư có à, cộng đồng người Việt quốc gia Georgia ký tên đây lên, có một số youtuber, có một số youtuber như huy đất cũng đưa lên ha. nhưng mà chúng ta, chúng ta thấy là trong cái quá trình mà giao lưu à, việt nam mà bình thường hóa mối hệ việt nam với mỹ thì có sự giao lưu à, văn nghệ từ những ca sĩ nghệ sĩ ở nước ngoài về giống như hiện tại là Gần đây là ca sĩ Chế Linh cũng về biểu diễn ở Việt Nam Trước đó là có cô Khánh Ly đó. Thì cũng về cũng về biểu diễn ở Việt Nam à, Thì cũng à, ở Việt Nam họ cũng hoan nghênh Và đặc biệt là Mr. Dam bây giờ là Mr. Dam cũng là một công dân Hoa Kỳ nha các bạn Nên à, cho thấy là một sự à, rất khó hiểu Khi mà một à, công dân Hoa Kỳ à, tổ chức một một chuyên gia tham gia một chương trình ca nhạc lại bị những người trong đất nước nước cũng của mình à, tẩy chay à đặc biệt chúng ta thấy khi mà những người gọi là chống cọc mà chống cộng cực đoan như là ông Ngô Kỷ hay là Huy Đức à, kêu gọi tẩy chay thì chúng ta thấy à Đấy, chúng ta thấy là những người, một trong những người bạn thân của ông ông Ngô Kỵ và Huy Đức đó, là Nguyễn Tiến Dũng à, rất là ủng hộ cho Đàm Vĩnh Hưng à, cách đây cách đây à, 9 tháng anh ta cũng tham gia chương trình và cũng ủng hộ cho Đàm Vĩnh Hưng đó chúng ta thấy trên trên uh, YouTube của anh ta có những cái clip về Đàm Vĩnh Hưng và tham gia cùng tham gia với Đàm Vĩnh Hưng như là Mr. Đàm so nổi như vậy khi nào chị Hưng đi ban đầu à À, chúng ta thấy đây có rõ ràng là những 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 cá nhân này là có hay không sự chống cộng cùi và cũng là à, băng nhóm à, khi mà Nguyễn Tiến Dũng cũng là cũng là một người thân quen của Đàm Minh Hưng mà họ không họ vẫn chơi thang với nhau đúng không đây là cô VV cô này là một chủ điểm neo và là một bí bầu xô ở Atlanta. À, cô này cũng rất là bức xúc thì cô ta cũng à, cũng có những cái thang phiền như thế này này. À, poster em vẫn vậy quảng cáo vẫn thế, người đi coi càng nhiều không biết có ai phụ em quảng cáo không hạnh phúc nhân đôi. ai cái ba cô này là 9 giờ, cách đây 9 giờ cô VV là trưởng ban tổ chức của mới gọi là boss năm quý status rất là <laughs> khinh thường. Ban tổ chức cộng đồng hoang tưởng họ là ông nội bà nội cộng đồng hay sao tẩy chay luôn ban tổ chức. À, đấy là những người trong trong những cái tổ chức mà đã lên ta kêu gọi kêu gọi tẩy chay tầm bình thân. Đó, là cô này cũng rất là bức xúc. Okay các bạn đây là bản tin cuối trong ngày mọi người thấy sự việc của Đàm Minh Hưng như thế nào à, nếu mà mọi người à, có thể cho số 1 nếu mà thấy Đàm minh Hưng à, bị cho là cano của cộng sản là à, cái cái ngoài sức tưởng tượng và cái ốc suy nghĩ à, quá quá là cổ hữu của những à, người trong cộng đồng ở Atlanta hay là đúng thì cho số 2 À, xin cảm ơn cả nhà và xin chúc cả nhà một buổi tối ở bên Mỹ ngủ ngon và ở bên Việt Nam một ngày à, thật sự là à, vui vẻ. Xin chào cả nhà.